Chào buổi sáng quý vị, hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 11, bản tin thời sự buổi sáng sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngày 19 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Diệp Văn Thạnh, sinh năm 1968, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh, cùng 16 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đây là phiên tòa xét xử có số lượng bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người tham gia bảo chữa nhiều nhất của Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh từ trước đến nay. Theo cáo trạng, từ năm 2009, Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh thực hiện quyết định số 118 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở bằng hình thức chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất Thời điểm này, Diệp Văn Thạnh là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới và bộ phận chuyên môn làm trái quyết định số 118 năm 2014, khi giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, Diệp Văn Thạnh cùng Trần Trường Sơn là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định. Thạnh cũng đã ký hai văn bản tạo điều kiện cho chủ đất và có đất lợi dụng chính sách, sự khó khăn của gia đình người có công, lập thủ tục, hợp đồng chuyển nhượng khống, cho tặng quyền sử dụng đất để gia đình chính sách đứng tên, hợp thức hóa hồ sơ chuyển mục đích từ không phải đất ở sang đất ở để miễn giảm tiền sử dụng đất. Từ năm 2009 đến 2018, Diệp Văn Thạnh và Trần Trường Sơn đã ký tổng cộng 313 hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất sai quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền thiệt hại lên tới 69,3 tỷ đồng. Dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra đến ngày 29 tháng 11. Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 19 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Diệp Bạch Dương và 8 bị cáo khác trong vụ án sai phạm về việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng, lấy nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, quận 3. Đây là vụ án liên quan đến sai phạm của nhóm nguyên cán bộ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và một số sở ngành trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng, lấy tài sản nhà nước là nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, quận 3. Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt 9 bị cáo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 5 năm tù, 8 bị cáo từng là cấp dưới của ông Nguyễn Thành Tài bị mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 4 năm 6 tháng tù giam. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp án trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo hội đồng xét xử, dù bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác trong vụ án là đều thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu, phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và vụ án còn được chứng minh bằng những tài liệu chứng cứ khác. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.